Thưa quý vị, cùng với sự trưởng thành và phát triển của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng đã có những bước chuyển biến tích cực và phát triển về mọi mặt, khẳng định được vai trò nòng cốt là cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2023. Đây là buổi khám mắt và cấp thuốc miễn phí cho 200 hội viên, hội người cao tuổi tại trạm y tế phường Ngân Thái, do Hội Chữ Thập Đỏ quận Sơn Trà phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Sông Hàn tổ chức. Trong đó có 10 cụ được tài trợ kinh phí phẫu thuật thủy tinh thể miễn phí. Tại địa phương ấy là Hội Chữ Thập Đỏ là hoạt động cách rất tích cực, sôi nổi và nhiệt tình. Đặc biệt đấy là đối với những người cao tuổi. Mà những người cao tuổi ấy, thì thường là nhiều bệnh. Cho nên là cái sự quan tâm này là được bà con nhân dân rất phấn khởi. Phát huy truyền thống của hội, thời gian qua, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng trợ giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong xã hội thông qua những phong trào, cuộc vận động lớn như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tháng nhân đạo, hiến máu nhân đạo, các lĩnh vực hoạt động trọng tâm, công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, đặc biệt là công tác sơ cấp cứu cộng đồng. Đối với hội thì công tác sơ cấp cứu được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm cho tất cả các đối tượng trong cộng đồng, phổ biến trong cộng đồng và đặc biệt quan tâm cho học sinh. Thì hàng năm chúng tôi vẫn thường xuyên làm các chương trình cho với ngành giáo dục bằng cách là xây dựng các cái đề án. Như những năm trước thì đã hoàn thành cái đề án cho bậc mầm non. Chúng tôi đang chuẩn bị trình phê duyệt đề án cho bậc tiểu học. Hầu hết các phong trào của vận động, hoạt động nhân đạo do hội phát động, tổ chức luôn gắn với mục tiêu chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hướng về cơ sở nên đã thực sự thu hút đông đảo cán bộ hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia. Với vai trò là một người cán bộ làm công tác Chữ Thập Đỏ thì tôi quan điểm rằng với chức năng nhiệm vụ của mình thì tôi mong muốn các cái đợt tổ chức như khám bệnh hay là trao quà cho người dân thì có với những sự đóng góp nhỏ nhoi của Hội Chữ Thập Đỏ thì mong muốn rằng là góp cùng với lại chính quyền và địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân cũng như an sinh xã hội. Với những đóng góp và kết quả tích cực đã đạt được, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam nói chung và Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng nói riêng xứng đáng là tổ chức đóng vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội và công tác an sinh xã hội của đất nước và địa phương. Ủy ban Nhân dân phường Hòa An, quận Cẩm Lệ vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, phường Hòa An đã thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Phường cũng đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 178 công dân tuổi 17, kết nạp 44 thanh niên và lực lượng dân quân, công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân cho 44%, đạt 20% tỷ lệ luân phiên. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, lực lượng dân quân phường còn tham gia tích cực công tác tuần tra 8394, công tác khắc phục hậu quả bão mưa lớn trên địa bàn.